Thế nhá, chúng ta nhìn vào cái thuật toán quay lui này. Thế nên chúng ta xây dựng SK này, xong đối với mỗi ứng cử viên trong tập S lớn K này thì chúng ta sẽ có begin này, rồi end này. Như vậy là ba câu lệnh này chúng ta phải thực thi bên trong vòng lặp for này. Đúng không? Nó không ngờ nó đi như thế này. Sửa nó tôi tí này, sửa tiếp. Thôi đi ăn sửa Dương Hữu Huỳnh tắt tắt mic đi nhá. Được chưa? Giờ chúng ta quay lại này. Chúng ta nhìn vào cái điều kiện này, chúng ta phải có begin end. Nghĩa là đối với mỗi ứng cử viên chúng ta sẽ có ba câu lệnh này. Chúng ta sẽ có ba dòng lệnh này cho mỗi ứng cử viên. Quay lại nhìn đoạn code của tôi nhá. Nhìn đoạn code này. Đấy, đoạn code này. Chúng ta có mỗi với mỗi ứng cử viên này thì tôi lại có ba câu lệnh này, tôi viết là sai, thấy chưa các bạn? Thấy sai chưa? Thiếu ngoặc à Hả? thầy? Hả? Thiếu ngoặc à thầy? Thiếu ngoặc đúng không? Đây này, thiếu ngoặc ở đây này. Chúng ta phải cho cả ba câu lệnh này vào trong cái if này. Đấy. Như này mới là đúng này. Thì tôi tăng cái kích thước sao. Bạn thấy chưa? Đối với mỗi ứng cử viên y thỏa mãn là ứng cử viên thì tôi sẽ phải có ba câu lệnh này. Đấy. Nó mới giống được cái này, nghĩa là đối với mỗi ứng cử viên cái ba dòng lệnh này nó phải nằm trong nó phải thực thi đối với mỗi ứng cử viên. Thành ra là tôi làm hôm trước là sai, vì sao? Vì là tôi lại để gì ạ? Để cái if else này ở ngoài cái if này là sai. Hiểu chưa? Chạy lại nhá. Lại xem đúng không nhá. Đấy. Bây giờ đúng rồi này, các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta có hoán vị của 1 2 3 4 5 6 này, 1 2 3 4 6 5 này, 1 2 3 4 1 2 3 5 4 6 này, 1 2 3 5 6 4 này, vân vân này. Chúng ta có bao nhiêu? 720 đến 6 5 4 3 2 1 này. 720 số hoán vị. Đúng rồi, vì là gì? Hoán vị là chúng ta có 6 dây thừa đúng không? Chúng ta nhân với 6 dây thừa đi. Đấy, bằng 720 đúng chưa? Chuẩn rồi nhá, tôi sửa lại chuẩn rồi nhá. Như vậy là hôm trước chúng ta sai là gì ạ? Chúng ta để mỗi cái anh này ở trong cái if thôi, mà đáng nhẽ cái này cũng phải để trong cái if, chúng ta để ra ngoài. Được chưa? Để tôi code cho các bạn thử này. Bạn thử nhá. Lần này là chính xác rồi đúng không? Lần này chính xác rồi, chúng ta bỏ cái dòng chưa chính xác đi. Đấy. Đấy, các bạn chạy thử còn nếu mà bạn nào vẫn còn chưa hiểu nhá thì ví dụ bây giờ nhá, nếu các bạn nào mà muốn đoạn mã cho giống giống như là trong trong slide trong 113 ấy thì tôi sẽ sửa lại một chút các con chữ để cho các bạn dễ hình dung với slide 113 nhé. Ví dụ tôi sửa lại một chút này. Ví dụ các cái mảng mà chúng ta lưu lưu kết quả chúng ta sẽ không gọi là mảng X nhỏ, chúng ta gọi là mảng A nhỏ đi. Cho nó giống với trong slide mà, cho với dòng giống trong dòng 113 với slide 113 mà. Tôi đặt nó là A nhỏ nhá. Thế thì ở đây là tôi sẽ sử dụng A nhỏ để dùng cái mảng A nhỏ tôi lưu. Đấy, được chưa? Cho các bạn đỡ bị nhầm giữa đoạn code này với cả slide, được chưa? Chưa? Thay vì tôi sử dụng x nhỏ, tôi sẽ sử dụng A nhỏ. Được chưa? Cái thứ hai ấy, là các bạn hay nhầm là tại sao ở đây là tôi thường ở đây người ta trong này người ta lấy mỗi ứng cử viên người ta gán cho AK là lời giải cấp K. Thế tại sao ở đây tôi cứ gán cho AK trừ 1? Đấy, nhiều bạn sẽ hỏi thế. Cái này tôi nói rất nhiều lần rồi là chúng ta bắt đầu chỉ số từ 0 trở đi.
thì bây giờ các bạn muốn gì ạ? Muốn cho nó giống với trong trong slide ấy, thì tốt nhất là chúng ta bỏ đi vị trí A0 chúng ta không dùng nữa, chúng ta bắt đầu dùng từ A1 trở đi để lưu cấp 1. Thế thì đôi 4 6 8 thế thì lúc này nhá, chúng ta sẽ bỏ đi vị trí A0. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ lúc này chúng ta sẽ coi như là bắt đầu từ vị trí A1 đến vị trí AK đi. Đúng không ạ? Thì lúc này làm sao ạ? Chúng ta sẽ gán AK bằng y. Được chưa? AK bằng y, và lúc mà ghi nhận là chúng ta sẽ chạy y chạy từ 1 đến ạ, đến n. Đấy thì các bạn đỡ bị nhầm hơn. Được chưa? Đấy thì tôi làm như vậy thì là thì cái đoạn mã nó sẽ gần giống với trong trong slide thì các bạn dễ hình dung hơn. Đấy. Đấy, ở đây cũng thế, chúng ta gán AK bằng y chứ không phải là đấy. Và lúc này là chúng ta xét ứng cử viên, chúng ta chạy từ y g chạy từ gì ạ? 1 đến đi đến k trừ 1. Đấy. Cứ làm như vậy thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn, nghĩa là tôi sẽ bỏ cái phần từ A0 tôi không dùng nữa. Tôi sẽ lưu lời giải cấp 1 bắt đầu từ vị trí A1 đổ lên, như vậy nó rất giống với trong slide. Đúng không ạ? Và khi đó khi ghi nhận lời giải tôi sẽ chạy thì A1 đến AN. Được chưa ạ? Còn khi mà gán thì tôi sẽ gán AK bằng một ứng cử viên. Đấy, được chưa? Đấy. Đây, cứ gắn AK bằng một ứng cử viên này, còn trong cái hàm ứng cử viên này tôi sẽ để gì ạ? Tôi cho G chạy từ 1 đến K trừ 1 và tôi so sánh. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy, kết quả nó vẫn vậy thôi, nhưng mà các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Nghĩa là lúc này tôi sẽ gì ạ? Bỏ đi vị trí A0 tôi không dùng nữa, tôi bắt đầu dùng từ vị trí A1 đổ đi. Thì lúc ấy là gì ạ? Đoạn mã chúng ta rất giống với trong gì ạ? Trong slide 113. Đó. Đấy, thì tôi copy lại cho các bạn đoạn mã này, thì đoạn mã này nếu sẽ còn các bạn nhìn vào còn dễ hiểu hơn vì nó rất gần giống với gì ạ? Đoạn mã thứ hai này là dễ hiểu hơn vì nó rất gần giống với trong slide 113 đúng không ạ? Nghĩa là mọi việc tôi đều gán vào một anh AK, A nhỏ K, đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo. Đây, chúng ta làm tiếp bài tiếp theo là bài toán liệt kê các cái tập con M phần tử của tập N. Nghĩa là lúc này chúng ta sẽ tìm ra các phần tử mà mỗi phần tử đấy có M thành phần. Và các cái thành phần đấy chúng ta chúng ta định danh từ x1 đến xm. Và đây là mỗi phần tử x1 phải nhỏ hơn x2, phải nhỏ hơn x3, chấm chấm phải nhỏ hơn xm. Thì đây chính là cái tính chất P lớn. Đấy. Bây giờ các bạn ngồi suy nghĩ làm cho tôi cái bài này. Là chúng ta sẽ liệt kê một tập con M phần tử của một tập N gồm N số nguyên khác nhau và có giá trị tăng dần từ 1 đến N. Với yêu cầu là gì ạ? Trong M phần tử đó thì giá trị nó sẽ tăng dần từ x1 đến xm. Đúng không ạ? Thế các bạn làm cho tôi bài tập này bằng thuật toán quay lui. Bạn suy nghĩ 10-15 phút sau đó tôi chữa. Bạn nhìn vào các cái ví dụ trước đấy chúng ta làm ấy. Để làm sao ạ? Để tự giải xem nào. Nha.
Hà Nhật Quang đâu? Dạ thầy. Em làm gì đấy? Em bót một cái đoạn code đây thôi. Ừ, nhưng mà đoạn code này để làm gì? Thì em giải thích là thứ nhất thì em sẽ khai báo một cái mảng, sau đó em nhập từng phần tử vào mảng hết. Sau đó thì em sẽ tiến hành đó là sắp xếp cái mảng đấy theo thứ tự tăng dần. Sau khi sắp xếp xong thì em sẽ viết ra các tập hợp. Ừ, nhưng mà đầu bài chúng ta đang là dùng ấy mà thuật toán quay lui cơ mà. Chứ bài những bài này có thể chúng ta dùng vòng lặp chúng ta xử lý được, nhưng mà bây giờ bài yêu cầu là chúng ta dùng thuật toán quay lui cơ mà. Ừ. Hiểu không? Dạ, vâng em hiểu. Rồi, suy nghĩ thuật toán quay lui đi. Bạn nào làm ra chưa? Alo. Alo. Các hiện ra các đủ phụ bình giờ. Bạn nào làm ra chưa? Chữa nhá, tôi chữa nhá. Bạn đồng ý tôi chưa? Alo. Bây giờ nhá, chúng ta quay lại bài toán của chúng ta nhá. Đầu tiên là liệt kê tập con m phần tử. Bây giờ chúng ta buổi hôm trước chúng ta biết là gì ạ? Chúng ta sẽ có các cái tập a lớn 1 này, a lớn 2 này, đúng không ạ? Chấm 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 đến a lớn m. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thầy, trong... xem thầy ơi, thầy chưa xem màn hình ạ. Thầy chưa xem màn hình ạ. Bây giờ nhá, chúng ta có bài toán là yêu cầu là có một tập n số nguyên từ 1 đến n, tôi lấy ra m phần tử. Thỏa mãn gì ạ? Sao cho x1 nhỏ hơn xm nhỏ hơn n. Thế thì chúng ta hiểu là như vậy là từ tập a lớn 1 chúng ta sẽ có cái tập a lớn 1, a lớn 2 đến a lớn m, và các cái phần tử trong a lớn 1 và a lớn 2, a lớn m bằng nhau và đều chứa gì ạ? N số nguyên, được chưa? Thì từ a1 tôi sẽ chọn ra một phần tử. Từ A2 tôi chọn ra một phần tử, từ AM tôi chọn ra một phần tử, tôi lắp vào lời giải từ cấp 1 đến cấp M. Đúng không ạ? Để tôi thu được lời giải đầy đủ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Và tính chất P của tôi đây. Đúng không ạ? Thế thì như vậy là các tập A lớn của tôi sẽ đều chứa N phần tử. Như vậy tôi sẽ phải cần một biến Y, tôi chạy từ 1 đến N. Tôi quét qua N anh trong mỗi lần từ lời giải cấp 1 đến lời giải cấp m, tôi đều làm như vậy là đều phải có một vòng lặp chạy từ 1 đến n, cho một biến y chạy từ 1 đến n, và tôi kiểm tra xem y nó có phải là một ứng cử viên ở lời giải cấp k hay không. Thế thì nó là ứng cử viên khi nào? Khi ví dụ tôi chọn ra một anh A2 chẳng hạn, đúng không ạ? Để lắp vào vị trí x2. A2 nằm trong khoảng từ 1 đến n. Đúng không ạ? Thì để A2 nó lắp được vào vị trí x2, x nhỏ 2 ấy, thì làm sao ạ? Thì A2 nó phải lớn hơn x1, x nhỏ 1 là cái lời giải cấp 1 chúng ta tìm thấy được. Đúng không ạ? Tương tự như vậy, nếu chúng ta tìm ra được một anh AK nó lắp vào được vị trí x nhỏ k, khi nào? Khi mà A nhỏ k nó phải lớn hơn gì? A nhỏ k trừ 1 để thỏa mãn tính chất P lớn mà. Đúng chưa?
Hiểu không ạ? Đúng nhỉ? Đấy, thì tính tính chất PL chúng ta, nếu mà chúng ta tìm được một phần tử trong khoảng từ 1 đến n, ví dụ là a nhỏ 2 chẳng hạn, thỏa mãn a nhỏ 2 lớn hơn a 1 được lắp vào x nhỏ 1 trước đấy, thì a nhỏ 2 là một ứng cử viên cho lời giải cấp 2. Thì chúng ta sẽ viết một hàm như sau này. Hàm này chúng ta gọi là hàm mang tên gì ạ? In gì? Tập con m phần tử nhá. Tập con m phần tử. Đầu vào k nghĩa là tôi đang tìm lời giải cấp k, được chưa? Tôi khai báo một biến y này, tôi cho y chạy từ 1 đến n. Vẫn giống như này nhá, vòng lặp for này vẫn ok nhá. Với y chạy từ 1 đến n thì tôi vẫn thỏa mãn là gì ạ? Lời giải cấp nào, cấp 1 đến cấp m tôi đều cho y chạy từ 1 đến n, được chưa? Ok, xong chưa? Sau đó thì tôi sẽ kiểm tra xem y nó có phải là ứng cử viên của lời giải cấp k hay không. Nghĩa là tôi sẽ có một cái hàm ứng cử viên gì ạ? Tập con m phần tử. Tôi sẽ viết một hàm ứng cử viên tập con m phần tử xem y có phải là ứng cử viên ở lời giải cấp k hay không. Nếu có tôi trả về 1. Nếu nó là một ứng cử viên tôi sẽ gắn y vào ak, a nhỏ k, được chưa? Và khi k bằng m lúc này nhá, chú ý nhá là khi mà k bằng m là chúng ta đã ghi nhận lời giải rồi, không phải k bằng n nữa, được chưa? Thì tôi sẽ ghi nhận lời giải. Được chưa? Ghi nhận m phần tử chẳng hạn. Đấy, ghi nhận m phần tử. Được chưa? Nếu không thì tôi sẽ gọi lại hàm này và tìm lời giải cấp k cộng 1. Ok chưa? Chúng ta bám sát nguyên cái giống hệt như cái cấu trúc này nhá. Bám nguyên như thế, nguyên si như thế, được chưa? Được chưa? Sau đó thì ở trong hàm main này thì chúng ta sẽ gọi hàm in tập con của m phần tử, chúng ta gọi từ 1 để bắt đầu đi tìm lời giải cấp 1 đấy, ok chưa? Như vậy có hai hàm mà chúng ta cần phải biết, thứ nhất là hàm ghi nhận m phần tử, thứ hai là hàm ứng cử viên tập con m phần tử. Thế tại sao ở đây tôi không dùng hàm ghi nhận? Trước đó tôi viết vì hàm ghi nhận này là tôi in ra các cái giá trị của mảng a nhỏ từ 1 đến n. Nhưng ở đây lần này tôi phải dùng hàm ghi nhận khác. Vì sao? Vì là gì? Yêu cầu đầu bài là tôi chỉ có đến m thôi. Đến lời giải cấp m là tôi sẽ phải in ra lời giải rồi chứ không phải đợi đến n nữa. Đúng không ạ? Thành ra là tôi sẽ không dùng được hàm ghi nhận cũ mà tôi sẽ viết một hàm ghi nhận mới là vì vậy. Được chưa? Tôi viết hàm ghi nhận mới này. Tôi đặt tên là ghi nhận m phần tử này. Thì hàm ghi nhận này rất đơn giản là gì? Là chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến m là xong. Được chưa? Ok chưa? Ở trên này tôi sẽ chọn một giá trị m, ví dụ là m nó luôn nhỏ hơn n nhá, tôi chọn m bằng 5, nghĩa là trong 6 số nguyên từ 1 đến 6 tôi sẽ chọn ngẫu nhiên gì ạ? À, tôi sẽ chọn là ngẫu nhiên 5 thì 5 phần tử đảm bảo cho gì ạ? Là các cái phần tử sau lớn hơn phần tử trước, nên tôi chỉ cần 5 thôi, m bằng 5. Được chưa? Như vậy chúng ta đã biết xong hàm ghi nhận m phần tử rồi này, chúng ta sẽ biết nốt hàm thì ứng cử viên tập con m phần tử. Thì hàm này sẽ trả về một số nguyên này. Đầu vào chúng ta là biến y này và lời giải cấp k này. Chúng ta sẽ phải luôn điểm tìm hiểu xem y nó có phải là một ứng cử viên ở lời giải cấp k hay không. Tôi sẽ khai báo một biến g này. Được chưa? À, ở đây không cần biến g. Vì sao? Vì rất đơn giản là tôi chỉ cần là gì ạ? Kiểm tra xem k có phải ứng cử viên hay không, thì rất đơn giản là xem là nó có lớn hơn gì ạ? X nhỏ k trừ 1 hay không? Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ đơn giản, chúng ta chỉ cần so sánh xem là y nó có lớn hơn gì ạ? AK trừ 1 hay không? Nếu lớn hơn thì nó chính là một ứng cử viên, chúng ta trả về 0. Còn nếu mà nhỏ hơn bằng ấy, chúng ta trả về 1. Đấy, ứng cử viên nó rất đơn giản như vậy. Nghĩa là y mà là lời giải cấp k, ứng cử viên lời giải cấp k, nghĩa là giá trị của nó phải lớn hơn gì ạ? Lời giải cấp k trừ 1. Thế thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy xong rồi nhá. Để chúng ta chạy thử nhá.
Ok. Ghi nhận một phần tử này. Ghi ra một này. Y một k này. K bằng m chúng ta ghi nhận này. Không gọi để quy này. Đúng không ạ? Có lỗi gì không? Không đúng không? If y lớn hơn k trừ 1 chúng ta in này. Y này. Y lớn hơn thì sao lại trừ đi lên 0 à? Phải đi lên 1. Y lớn hơn là một âm cực viên, nó chẳng phải 1 đúng không? Không thì chúng ta chẳng phải 0. Lớn hơn là thỏa mãn là ứng cử viên, chúng ta chẳng phải 1. Đấy, chúng ta ngược vào đấy, tôi để ngược đúng không ạ? Chúng ta chạy thử này. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Trong 6 số này tôi chọn ra 5 anh, và bao giờ cái phần tử, cái thành phần sau lớn hơn thành phần trước, chúng ta chọn ra chúng ta được gì ạ? 6 cái chọn. 1 2 3 4 5 này, 1 2 3 4 6 này, 1 2 3 5 6 này, 1 2 4 5 6 này, 1 2 4 5. Cái này bị lặp lại. À đây 1 2 3 5 6 không bị lặp lại, chuẩn nhá. Trên là 1 2 4 5 6, dưới đây là 1 3 4 5 6. Còn đó 2 3 4 5 6 chuẩn rồi nhá. Ok chưa? Nếu mà chúng ta chọn m khác, ví dụ chọn m bằng 3 đi chẳng hạn. Nó chạy này. Đấy, chúng ta có đến 20 lựa chọn. Thấy chưa? M bằng 4 này. Đấy, chúng ta có 15 lựa chọn, đúng không ạ? Ok chưa? Có cho các bạn này, các bạn chạy thử nhá. Chạy thử nhá.
Ok các bạn hiểu chưa? Các bạn nào không hiểu không? Nguyễn Thị Thanh Hiền. Nguyễn Thị Thanh Hiền lần 1, Nguyễn Thị Thanh Hiền lần 2, Nguyễn Thị Thanh Hiền lần 3. Nguyễn Thị Thanh Hiền lần 4. Dạ đây. Có hiểu không em? Dạ có. Tốt. Phạm Tiến Lộc. Có. Hiểu không em? Em hiểu. Tốt. Rồi chúng ta sang bài tập tiếp theo nhá. Ý chơi, ý chơi, ý chơi. Ăn là tốt. Bài tập xuất hiện. Liệt kê tất cả cách xếp n quân hậu trên bàn cờ n nhân n sao cho không có hai quân hậu nào ăn nhau. Chúng ta biết là quân hậu nó ăn nhau ấy thì là gì, khi mà chúng ta thì xếp cùng hàng cùng cột và gì trên đường chéo, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ làm nào, bây giờ chúng ta có 8 quân hậu vào bàn cờ 8x8, làm nào chúng ta xếp 8 quân hậu trên bàn cờ 8x8 sao cho không có hai quân hậu nào ăn nhau. Đấy. Thì cách thức giải quyết như sau này. Tôi sẽ nêu cách giải quyết nhé, còn các việc các bạn là các bạn sẽ phải cài đặt nhá. Ví dụ đấy nhá, chúng ta có một có n bằng 6 chẳng hạn. Đó nhá. Thế là lúc này chúng ta sẽ có gì ạ? Một bàn cờ. Có 6 cột. Và gì ạ? 6 hàng. Được chưa? Biết lại gần các cột cho dễ nhìn. Được chưa? Thế bây giờ nhá, giả sử chúng ta gọi ai đi là cột đặt một con hậu ở gì ạ? Hàng y. Đúng không ạ? Thế thì bài toán chúng ta sẽ tìm gì ạ? Tìm một cái tập hợp từ A1 này đến A2 này đến chấm chấm đến gì ạ? A6. Đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm 6 cái vị trí cột trên 6 hàng. Nghĩa là chúng ta sẽ định danh nó là từ A1, A nhỏ 1, A nhỏ 2 đến A nhỏ 6, đúng không? Và ở đây nó phải thỏa mãn là sao ạ? Thỏa mãn thứ nhất là gì ạ? Vì là mỗi con hậu trên một hàng rồi nên rõ ràng nó không ăn nhau được theo chiều ngang, nó chỉ có thể ăn nhau theo chiều dọc. Nghĩa là lúc này AI nó phải gì ạ? Khác AG. Đúng không? Với Y khác gì? Thì AI khác AG với Y khác gì, nghĩa là Y khác gì, nghĩa là khác dòng nhau, khác hàng nhau, thì rõ ràng là nếu AI khác AG thì làm sao? Thì nó không trên cùng cột được. Còn nếu AI bằng AG cái là cùng cột đấy. Đấy, đây là tiêu chí khác cột này. Khác cột nhá. Nhá. Cái tiêu chí thứ hai là gì ạ? Khác đường chéo. Khác đường chéo là khi nào? Là khi mà chúng ta lấy AI trừ đi AG trị tuyệt đối. Nó phải làm sao? Nó phải khác gì? Y trừ G trị tuyệt đối. Đúng không? Đúng không ạ? Vì với tất nhiên là với y khác gì rồi, đúng chưa? Thì nó sẽ khác đường chéo, đúng không ạ? Ví dụ là đây là hàng 1 tôi đặt ở cột 1 này, thì hàng 2 tôi sẽ đặt được ở đâu? Hàng 2 tôi sẽ không đặt được ở cột 1 nữa, tôi không thể đặt được ở cột 2 nữa, tôi chỉ có thể đặt ở cột 3 thôi. Đấy, đúng không ạ? Còn hàng 3 tôi không thể đặt được cột 1. Tôi không thể đặt được cột 2. Vì sao? Cột 2 mà tôi với anh này là sẽ thành đường chéo này, trên đường chéo này. Tôi không thể đặt được ở 4, tôi chỉ thể đặt được ở 5 thôi. Đấy, ví dụ thế. Còn ở 4 thì tôi có thể đặt được ở cột 2. Ở dòng 4 tôi có thể đặt được cột 2. Ở dòng 5 thì tôi có thể đặt được ở đâu? Có thể đặt được ở gì ạ? 4. Đấy, đúng không? Đấy, ví dụ vậy.
Nhưng nếu mà tôi đặt như thế này ấy, thì rõ ràng làm sao ạ? Rõ ràng là ở cuối tôi chỉ có thể đặt được ở gì ạ? Ở cột 6 thôi, nhưng mà đặt cột 6 thì không được, vì làm sao? Thì lúc đấy là gì ạ? Hàng 6 trừ hàng 1, cột 6 trừ cột 1 rõ ràng là bằng nhau nên sẽ cùng trên đường chéo. Như vậy là không được, chúng ta không đặt được ở đây. Đấy, các bạn thấy là đây là đây không phải là được, chúng ta không tìm được một lời giải khi chúng ta đặt như này. Đây không thể là một lời giải được. Đúng nha. Tóm lại nhá, bài toán này chính là bài toán liệt kê này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi tìm lời giải từ cấp 1 đến cấp N này, đúng không ạ? Với tính chất P sẽ là gì? AI khác AG với Y khác G. Và AI trừ AG khác Y trừ G chỉ tương đối với Y khác G. Đấy, được chưa? Cái nhiệm vụ các bạn là cài đặt cho tôi nhá. Cài đặt cho tôi trong khoảng 10 phút sau đó tôi chữa. Ok không? Nha.
Em dán đoạn cốt lên xem nào. Vâng ạ. Ơ sao cậu có làm quay lui không đấy? Em làm đệ quy rồi ạ. Em chưa nghĩ được. Cậu phải suy nghĩ theo cái luồng tư duy vừa nãy chúng ta làm ấy, là chúng ta phải theo đúng cái cú pháp như thế này. Đúng cái cú pháp của cái cấu trúc của cái thuật toán quay lui này. Cậu nhờ. Thế này. Và sau đó thì chúng ta phải xây dựng hàm ứng cử viên ấy. Ơ cậu này. Đây bạn này thế nào? Ghi nhận này. Ok. Check này. Cộng và trừ này để thay cho chỉ tuyệt đối à? Và hai đường chéo ấy ạ, chéo chéo từ bên trái sang và từ bên phải sang. Đúng rồi, bạn này bạn làm đúng đấy. Mình có ba cốt của bạn này nhá. Chúng ta sẽ có một hàm có tên là hậu này. Được nhá. Rồi vào chúng ta K nghĩa là chúng ta đang tìm lời giải cấp K. Lời giải cấp K thì đây nhá, thì chúng ta sẽ biết là gì ạ? Chúng ta sẽ xếp quân hậu từ hàng 1 đến hàng 2 đến hàng 6 đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì mỗi hàng chúng ta có các lựa chọn là từ 1 đến từ cột 1 đến cột 6. Hàng nào chúng ta có thể chọn được từ 1 đến cột 6, từ cột 1 đến cột 6 nên ở đây chúng ta sẽ cho một biến. Biến y này chẳng hạn. Chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến gì ạ? N. Ở đây bạn chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến N được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ có một hàm mang tên là ứng cử viên. Ứng cử viên hậu. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là Y hiện tại đang xét nhé. Y chính là số cột đang xét nhé. Thì chúng ta kiểm tra xem là cái cột Y này này, nó có phải là ứng cử viên ở lời giải cấp K hay không. Nếu đúng thì chúng ta chạm về 1, đúng không ạ? Nếu đúng nhé thì chúng ta sẽ gán Y bằng gì ạ? Bằng gì ạ? Bằng AK này. Và sau đó nếu K bằng N chúng ta sẽ ghi nhận. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gọi định quy hàm hậu này. Nghĩa chúng ta sẽ đi tìm lời giải cấp K cộng 1. Được chưa? Bạn làm đúng rồi đấy, tôi chỉ chỉnh sửa lại cho đúng cái cú pháp mà tôi đang làm để cho một số các bạn dễ theo dõi thôi. Thì chúng ta sẽ có hàm ứng cử viên hậu này thì tôi biết bạn sử dụng hàm check. Đúng không ạ? Hàm ứng cử viên hậu này sẽ kiểm tra xem là cái cột Y chúng ta này nó có phải lời giải cấp K hay không. Thì đây chúng ta sẽ có cái tính chất P lớn đây rồi. Đúng không ạ? Tính chất P lớn đây rồi. Chúng ta sẽ cho một biến G. Chúng ta sẽ khai báo một biến G này. Đúng không ạ? Thì các bạn chú ý nhất là lời giải cấp 1 đến cấp K trừ 1. Thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta lưu vào các vị trí từ gì ạ? A nhỏ G đúng không? A nhỏ G. Đấy. Thì đầu tiên nhé, là nếu mà chúng ta sẽ kiểm tra này. Điều kiện đầu tiên này là nếu mà chúng ta đang làm việc đến gì ạ? Lời giải cấp K thì sao ạ? Thì AK nó phải khác với toàn bộ tất cả các cái cột AG khác. Thì đây chúng ta sẽ phải có gì ạ?
AG nó phải khác toàn bộ gì ạ? Chúng ta sẽ kiểm tra này, y này, lời giải cấp y này, nó phải khác toàn bộ AG, nghĩa là nó sẽ phải có giá trị khác với các cái lời giải cấp 1 đến cấp k trừ 1. Thì nếu mà bằng cái, nghĩa là nó bị vi phạm tính chất này, vi phạm cái thì chúng ta sẽ trả về không, được chưa? Tiếp theo này, lời giải này chúng ta xác định trị tuyệt đối này, đúng không ạ? Chúng ta có thể viết một cái hàm trị tuyệt đối đây. Bạn làm đúng rồi nhé, thì tôi chỉ sửa lại để cho nó giống cái ấy thôi, để cho nó cho các bạn khác nó dễ theo dõi thôi. Ta có một cái hàm trị tuyệt đối chẳng hạn. Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ so sánh cái trị tuyệt đối của cái gì với cái gì. Chúng ta sẽ so sánh trị tuyệt đối này của ai trừ ag với y trừ g. Thì đây chúng ta sẽ có này à, chú ý y này này chính là a, chúng ta sẽ dùng kiểm tra xem có lắp được vào a nhỏ y hay không đấy, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ so sánh này abs của gì ạ, của y, của y và gì AG, xem là nó làm sao ạ, có bằng trị tuyệt đối của gì ạ, của K và G hay không. Nếu bằng cái nghĩa là gì ạ, nghĩa là cái hàng Y này này và cái hàng K của chúng ta ấy, các cái phần tử chúng ta đang chọn cho cột ấy, nghĩa là AG và AK, nghĩa là Y này này nằm trên đường chéo, nằm trên đường chéo chúng ta chẳng phải không này, đúng không ạ? Vậy thôi, và chúng ta chạy nhá, chúng ta chạy thì chúng ta sẽ chạy hậu này. Được chưa? Thế như thầy sai hàm ABS ạ. X trừ y lớn không. X lớn hơn y chúng ta sẽ trả về. Trị tuyệt đối là chúng ta sẽ xin lỗi. Là chúng ta sẽ đây, hàm trị tuyệt đối là như này nhá, lớn hơn không chúng ta trả về x, không chúng ta trả về trừ x, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ có là đấy, đúng không? Có giống bạn Quang không? 246135. Năm 6435 đúng rồi đúng không? 531642. 531642 này đúng không? Đây bạn ấy cũng làm đúng rồi nhá, bạn Nghiêm Đình Minh này làm đúng rồi nhá. Tôi chỉ chỉnh lại một chút thôi. Cho nó đúng cái ấy thôi. Đây.
Được, em hiểu không ạ? Alo. Không, Hoàng Phi. Dạ, em đây. Hiểu không em? Vẫn hơi khó hiểu cái đoạn ứng cử viên ấy. Thế theo em thế nào là ứng cử viên? À, một cái thỏa mãn cái điều kiện của nó ấy. Đúng rồi. Thế thì em không hiểu bài nào. Tại vì em vẫn chưa chắc cái này cho nên nó vẫn hơi lòng vòng. Bây giờ nhá, bây giờ một cái tập của chúng ta có một cái tập như này, ví dụ là có 4 số này. Tôi mới biết số nào là ứng cử viên thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kiểm tra một trước này xem có phải ứng cử viên không. Sau đó tôi kiểm tra 2 này, tôi kiểm tra 3 này, sau đó tôi kiểm tra 4 này. Thế thôi, có gì đâu, chúng ta kiểm tra lần lượt. Thế sau đó thì ví dụ đây nhá. Ở bài hậu nhá. Tôi sẽ kiểm tra xem là từ 1 đến N xem anh nào là ứng cử viên thì tôi lấy lần lượt ra, tôi có vòng lặp for tôi cho Y chạy từ 1 đến N. Tôi lần lượt tôi kiểm tra xem Y có phải ứng cử viên hay không. Tôi có gì đâu. Còn muốn nó là ứng cử viên thế nào thì tôi phải cài đặt gì ạ? Cài đặt theo đúng theo cái tính chất P này là xong. Hả? Em không hiểu ứng cử viên, em không hiểu chi tiết ở đoạn nào ứng cử viên này. Đấy cái em không hiểu là ở cái chỗ đoạn mà cài đặt thầy vừa nói, cái đoạn đang ở màn hình đấy. Cài đặt á? Chúng ta quay lại thôi. Nếu mà tôi đi tìm lời giải cấp 6 nhá, cấp K nhá, thì tôi biết là vị trí cột đấy nó phải khác cái vị trí cột của các lời giải từ A1 đến A5. Đúng không? Ừ. Thì bây giờ nhá, bây giờ tôi đang đi tìm lời giải cấp K, ví dụ K bằng 6 chẳng hạn. Nghĩa là tôi đã có gì ạ? Lời giải từ A1 đến A5 rồi, A nhỏ 1 đến A nhỏ 5 rồi. Đúng không? Thì rất đơn giản là tôi sẽ cho chạy G từ 1 đến 5. Bây giờ K bằng 6 nhá. Thì rõ ràng vòng là for này G sẽ chạy từ 1 đến 5. G nhỏ hơn 6 mà. Vâng. K đang bằng 6 mà G sẽ chạy từ 1 đến 5. Và nó sẽ luôn luôn kiểm tra gì AG, G chạy từ 1 đến 5, nghĩa là chúng ta kiểm tra từ A1 đến A5 đúng không? Và xem nó có bằng Y hay không, Y là lời giải cấp 6. Đúng chưa? Chúng ta yêu cầu là không bằng mà. Không bằng thì ok, chứ bằng là không được. Nghĩa là tôi đang muốn tìm mà tôi có vị trí Y đây. Tôi sẽ kiểm tra xem nó có phải là gì ạ? Một ứng cử viên không? Ví dụ Y lúc này nó đang bằng 6 này, nó xem có phải lời giải cấp 6 hay không? Thì tôi sẽ cho gì ạ? G nó chạy qua tất cả các lời giải từ cấp 1 đến cấp 5. Xem nó có bằng anh này không? Nếu bằng cái chứng tỏ anh này tôi đang đặt cùng cột đấy. Còn nếu mà nó không bằng thì ok. Thì tôi lại kiểm tra cái điều kiện thứ hai tiếp. Là anh Y này ở lời giải cấp K này, nó có nằm trên đường chéo của tất cả các anh, của tất cả các gì ạ? Các cái lời giải cấp 1 đến cấp 5 hay không? Thế thôi. Em hiểu chưa? Chắc tí em xem lại mới được. Tại vì em vẫn chưa hình dung ra được cái hình này. Chưa hình dung ra hình này. Thế em nhìn bàn cờ 6x6 này em có hình dung ra không? Cái đoạn mà cột khác cột thì em hiểu rồi. Nhưng mà cái đường chéo ấy. Đường chéo nhá. Ví dụ nhá, đường chéo mà ví dụ là em đường chéo thì có gì đâu nhỉ? A là số cột này. Còn Y và G này là số hàng này, hiệu của cột phải khác hiệu của hàng thì nó không nằm trên đường chéo. Còn nếu nó dấu bằng xảy ra nằm trên đường chéo mà dấu bằng xảy ra ở đây, nếu dấu bằng xảy ra ở đây là tôi trả về không để thông báo là gì ạ? Nằm trên đường chéo đấy, nên anh Y này không phải là một ứng cử viên đâu. Vậy thôi. Tóm lại muốn nó kiểm tra xem Y có phải ứng cử viên hay không nhá, thì đầu tiên là tôi sẽ phải kiểm tra xem Y nó có khác tất cả các cái cột là A1 đến A5 hay không. Ví dụ là K chúng ta bằng 6 chẳng hạn, tôi phải chạy từ A1 đến A5 xem là giá trị của tất cả các anh từ A1 đến A5 nó có bằng Y hay không. Nếu bằng Y cái chứng tỏ là Y không phải ứng cử viên vì Y nó nằm trên cái cùng cái cột rồi. Thì tôi sẽ loại nó ra, tôi sẽ loại Y đấy ra, tôi nhảy Y tiếp. Còn nếu cái này mà không thỏa mãn nhé, tôi kiểm tra tiếp xem là tôi đặt hậu ở
ở cái cột y trên cái dòng ca đấy, xem là nó có nằm trên đường chéo của các cái vị trí cột chúng ta chọn ở các hàng từ 1 đến hàng 5 hay không. Thì cái điều kiện này sẽ kiểm tra. Nếu mà cái này thỏa mãn cái, chứng tỏ là cái vị trí y chúng ta đặt trên cái cột, trên cái dòng ca này này, nằm trên đường chéo của một trong các cái cột, một trong các gì ạ, các cái vị trí đặt hậu từ dòng 1 đến dòng ca trừ 1 đó, thì tôi sẽ trả về không, bảo nó không phải ứng cử viên. Tôi bảo không phải ứng cử viên thì tôi lại tăng y lên để tôi chọn y kiểm tra y khác. Thế đó. Nhiều. Ừ. Tóm lại nhé, là các bạn phải hiểu là quá trình ấy nó sẽ kiểm thử nhá. Ví dụ tôi đang đi tìm lời giải cấp 6 chẳng hạn, nó sẽ kiểm thử này này. Đầu tiên nó đặt vị trí vào vị trí làm sao, vị trí cột 1, xong nó kiểm tra này, nó thấy là trùng mất rồi này, thì nó không coi là một là ứng cử viên của cột 6 nữa, nó sẽ thử vào cột 2 của hàng 6 này, nó thấy lại trùng với một anh khác rồi, nó lại không làm gì nữa, nó lại thử tiếp cột tiếp theo, trùng tiếp, không làm gì nữa, thử tiếp cột tiếp theo, trùng tiếp, thử tiếp cột tiếp theo, trùng tiếp, thử tiếp cột tiếp theo. Thì với ô cột này nhá, nó thực ra là nó vẫn trùng. Sao nó trùng vì sao? Nó nằm trên đường chéo của anh 11 này. 11 với 66 này nằm trên đường chéo này, nên cũng không được. Tóm lại nếu chúng ta đặt như này thì chúng ta sẽ không tìm được lời giải chấp nhận được. Chúng ta lại phải quay lui. Thế rồi, quay lui đến gì ạ? Đến dòng 5 này nó lại đặt lại. Nó lại đặt thử ở đây, nó lại đặt thử anh dòng 5 ở đây, không được. Đặt thử anh dòng 5 ở đây. À được, đặt thử anh dòng 5 này được. Thì chúng ta lại đến dòng 6, chúng ta lại đặt thử lần lượt. Này không được. Này không được. Này không được. À anh này được đấy, vì anh này là không nằm trên cột cùng cột anh nào, mà không nằm trên đường chéo anh nào, đúng không? À nằm trên đường chéo rồi. 42 64 nằm trên đường chéo với anh này rồi, đúng không? Không được. Đúng không? 42 4 này, 2 này, 6 này, 4 này. Nằm trên đường chéo rồi, không được. Đặt anh ở đây, không được. Đặt anh ở đây, không được. Thế tôi chả có anh nào được cả. Toán quay lui về dòng 5. Dòng 5 tôi đặt hết rồi, quay lui. Quay lui về dòng 4. Dòng 4 tôi đặt ở đây không được, tôi lại chỉnh lại cho 4 lên đây. Trùng rồi, không được. Tôi đặt ở đây. Nằm trên đường chéo rồi, không được. Đặt đây. Không được. Đặt đây, không được. Nằm trên đường chéo rồi, không được. Lại quay lui lại dòng 3. Dòng 3 tôi sẽ đăng dòng 3 lên một nhịp, tôi đặt ở đây. Đấy, như thế thôi. Hiểu chưa? Thế về em xem thêm nhá. Nói chung nó cũng đơn giản thôi mà. Ok, giờ chúng ta kết thúc và thuật toán quay lui ở đây nhá.
Ok chưa? Vậy chúng ta kết thúc quay lùi đây nhá. Mình áp cái code này lên phần mã nguồn nhá. Chúng ta sang chương tiếp theo là các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Nhân chương này chúng ta sẽ học về các khái niệm cơ bản này, về mảng, danh sách, ngăn xếp và hàng đợi. Trước hết chúng ta sang đến phần khái niệm cơ bản. Chúng ta sang đến khái niệm về kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu là được đặc trưng bởi ba cái đặc điểm. Thứ nhất là tập các giá trị, thứ hai là cách biểu diễn dữ liệu, và thứ ba là tập các phép toán trên chúng. Ví dụ chúng ta có kiểu dữ liệu gì ạ? Số nguyên, số thực, đúng không ạ? Nếu biết là ví dụ là kiểu số nguyên thì chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta có cách thức biểu diễn số nguyên, ví dụ là chúng ta kiểu int, chúng ta thấy biểu diễn nó bằng 43 chẳng hạn, nghĩa là giá trị nó chạy từ âm 2 tỷ đến dương 2 tỷ, đúng không ạ? Và làm sao? Và chúng ta có các phép toán trên đó, ví dụ như là chúng ta có phép toán cộng trừ, nhân, chia, lấy, dư, vân vân. Thì chúng ta sẽ có kiểu số nguyên int, được chưa? Tóm lại kiểu dữ liệu là được đặc trưng bởi ba cái nhé: tập giá trị này, cách biểu diễn này, và tập phép toán trên chúng này, được chưa? Chúng ta sang khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, viết tắt là abstract data type, ADT. Kiểu dữ liệu trừu tượng này bao gồm tập giá trị, tập các phép toán. Như vậy nó khác với kiểu dữ liệu ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ là nó chưa có cách thức biểu diễn dữ liệu. Vì chưa có cách biểu diễn dữ liệu nên làm sao ạ? Kiểu dữ liệu này chúng ta gọi nó kiểu dữ liệu trừu tượng là vì vậy, vì chúng ta chưa biểu diễn nó được. Đúng không ạ? Chúng ta không có cách biểu diễn dữ liệu chung cho các giá trị này. Nên kiểu dữ liệu trừu tượng nó không còn phụ thuộc vào cài đặt và không còn phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình. Đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có kiểu danh sách này, kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách này, đồ thị này, ngăn xếp hàng đợi này, cây nhị phân này, vân vân. Thì các cái này thì nó sẽ không còn phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình cụ thể nữa rồi, đúng không ạ? Chúng ta gọi việc cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng là việc diễn tả bởi các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình để mô tả các biến trong kiểu dữ liệu trừu tượng và các thủ tục trong ngôn ngữ lập trình để thực hiện các phép toán của kiểu dữ liệu trừu tượng. Như vậy cái quá trình mà chúng ta cài đặt các cái kiểu dữ liệu trừu tượng ấy là chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh để chúng ta mô tả các cái thành phần của kiểu dữ liệu trừu tượng, xây dựng các cái thủ tục để cài đặt các phép toán của kiểu dữ liệu trừu tượng. Nó gọi đấy là quá trình chúng ta cài đặt kiểu dữ liệu trừu tượng, đúng không ạ? Đây chúng ta có cái khái niệm về cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu là cái gì? Cấu trúc dữ liệu là họ các cái biến có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau nhé, chúng ta tập hợp lại, liên kết lại theo một cách thức nào đó mà thường dùng để cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng, thường dùng để cài đặt kiểu dữ liệu trừu tượng ADT. Ví dụ trong C chúng ta hay thường dùng cái cấu trúc chúng ta gọi là struct để gì ạ? Cấu trúc struct này chính là một cấu trúc dữ liệu để chúng ta mô tả kiểu dữ liệu trừu tượng, đúng không? Ví dụ chúng ta có một cái cấu trúc này bao gồm hai thành phần là một số thực và một số nguyên. Cái trường số thực mang tên là data, trường số nguyên mang tên là next. Và chúng ta khai báo một mảng gồm 100 phần tử và mỗi phần tử nó là có dạng cái cấu trúc như thế này. Được chưa?
Thế để mà truy cập vào nội bộ nhớ của cấu trúc ấy, của một cấu trúc thì chúng ta sẽ phải cấp phát bộ nhớ cho cái cấu trúc đó, đúng không ạ? Và chúng ta phải sử dụng một cái con trỏ để lưu địa chỉ của cái cấu trúc đó. Con trỏ thì chúng ta biết rồi, con trỏ đấy là một biến đặc biệt, nó không lưu một giá trị thông thường mà nó lưu gì ạ? Cái số địa chỉ của một biến nhớ, đúng không ạ? Giờ nhắc lại khái niệm con trỏ một chút nhá. Tôi chỉ nhắc lại một chút thôi, bạn nào mà không vững thì phải ôn lại đi nhá. Chúng ta có khái niệm con trỏ này, ví dụ chúng ta khai báo một con trỏ P này, được chưa? Con trỏ P chúng ta khai báo như này. Nó dùng cái hoa thị, đúng không ạ? P. P là một con trỏ, và con trỏ này sẽ làm sao ạ? Sẽ lưu địa chỉ của một biến số nguyên int. Chúng ta biết là một số nguyên thì bao giờ làm sao ạ? Ví dụ bây giờ một số nguyên, khi chúng ta khai báo một số nguyên A thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Thì máy tính nó sẽ gì ạ? Cấp phát thì ạ? Cấp phát của chúng ta gì ạ? 4 byte liên tiếp để gì ạ? Để biểu diễn số nguyên A, đúng không ạ? Đúng không? Thế thì cái địa chỉ làm sao ạ? Địa chỉ của byte đầu tiên trong 4 byte này, trong 4 byte liên tiếp này, đúng không ạ? Sẽ là gì ạ? Sẽ là địa chỉ của biến A. Địa chỉ này là địa chỉ chúng ta tính như ở trong RAM nhé, tính như địa chỉ mà chúng ta trong RAM ấy, đúng không ạ? Của byte đầu tiên trong 4 cái byte được cấp phát liên tiếp này, ta gọi đấy là địa chỉ của biến A. Thế để mà lưu được cái địa chỉ của biến A này, chúng ta sẽ sử dụng con trỏ số nguyên, ví dụ chúng ta gọi con trỏ P chẳng hạn. Và con trỏ P này nó chỉ lưu địa chỉ của một biến số nguyên thôi. Và chúng ta thực hiện phép lưu như nào? Chúng ta thực hiện phép lưu bằng cách là chúng ta có P bằng này, và có dấu và A. Thế là các bạn làm sao ạ? P sẽ lưu địa chỉ của cái bài đầu tiên trong 4 bài liên tiếp này, chính là địa chỉ của biến A. Và chúng ta lấy cái và A này, nghĩa là chúng ta lấy cái địa chỉ đấy, chúng ta ghi nhớ vào con trỏ P. Thì chú ý nhé, con trỏ P này thì thông thường là P, khi mà chúng ta khai báo một con trỏ P này thì máy tính nó cũng cấp phát cho chúng ta gì ạ? 4 byte liên tiếp để biểu diễn nhé, con trỏ P, đúng không ạ? Và khi chúng ta thực hiện phép gán này thì làm sao ạ? Cái 4 byte đó, 4 byte của gì ạ? Biểu diễn con trỏ P làm sao? Biểu diễn nội dung con trỏ P sẽ được gán nhé, sẽ được gán gì? Gán giá trị số nguyên gì ạ? bằng với địa chỉ gì ạ? Địa chỉ của A, trong A. Hiểu chưa ạ? Hiểu con trỏ chưa ạ? Tôi chỉ nhắc lại thôi chứ cái này các bạn phải hiểu rồi. Các bạn học hệ kỹ sư cái này thì phải hiểu rồi, đúng không ạ? Thế thì khi đó chúng ta có thể gán A bằng 10, hoặc là chúng ta có thể là gì ạ? Từ B, từ con trỏ P chúng ta có thể truy cập tới gì ạ? Xin lỗi, chúng ta có thể truy cập tới A bằng cách là gì ạ? Chúng ta dùng hoa thị P như là gán như này. Đấy, đúng không ạ? Hoa thị P chúng ta viết, nếu mà chúng ta sử dụng kiểu dữ liệu đứng phía trước thì đấy là chúng ta khai báo con trỏ P. Còn nếu mà chúng ta sử dụng hoa thị P mà đứng rời thì đây là người ta hiểu là này anh đang muốn gì ạ? Truy cập vào nội dung của ô nhớ mà P đang trỏ tới. Mà P đang trỏ tới con biến A. Nên ở đây tôi muốn nó hiểu là gì ạ? Tôi muốn truy cập vào nội dung của biến A.
tôi có dấu bằng 20 nghĩa là tôi muốn gán số 20 cho nội dung của cái biến A. Hay nói khác, tôi gán 20 cho biến A. Đúng không ạ? Ra thử in ra này. Này tôi nhắc lại nhé, thì cái này quá đơn giản rồi các bạn hiểu như vậy nhé. Hiểu chưa? Thì trong C chúng ta sẽ khai báo một cái cấu trúc dữ liệu, chúng ta dùng cái cú pháp là struct. Khi chúng ta khai báo struct này, chúng ta sẽ gì ạ? Khai báo một cái cấu trúc mang tên là A chẳng hạn. Cấu trúc A nhỉ. Ví dụ trong cấu trúc A này tôi sẽ có hai thành phần. Là một thành phần gì? Tôi làm một số nguyên x này và một số nguyên y. Thế thì khi đó nhá các bạn chú ý này, khi đó thì tôi sẽ khai báo, tôi sẽ yêu cầu máy tính cấp phát cho tôi một vùng nhớ tương ứng với cấu trúc A như thế nào. Tôi sẽ có một câu lệnh là gì ạ? Malloc. Chú ý malloc là một cái câu lệnh để gì ạ? Để cấp phát động vùng nhớ nhé. Khi tôi có câu lệnh malloc này là tôi yêu cầu gì ạ? Máy tính cấp phát cho tôi một vùng nhớ, trong đó sẽ chứa gì ạ? Hai cái ô tương ứng với hai số nguyên int. Đúng không ạ? Tôi sẽ viết như này, malloc này size up gì ạ? Struct gì? Cấu trúc A. Đấy, chúng ta phải viết như này. Và malloc này nó sẽ trả về con trỏ. Chúng ta sẽ ép kiểu con trỏ trả về thành kiểu gì ạ? Thành kiểu cấu trúc gì ạ? Thành kiểu con trỏ trỏ tới cái cấu trúc mang tên là cấu trúc A này. Được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng con trỏ mang tên là PA chẳng hạn để lưu địa chỉ đấy lại. Thì tôi sẽ viết như này. Như vậy đây là cái cú pháp mà chúng ta sẽ phải nhớ nhá. Là malloc là hàm sẽ cấp phát một vùng nhớ. Vùng nhớ đấy sẽ chứa hai số nguyên. Vùng nhớ đấy sẽ có kích thước bằng hai số nguyên, nghĩa là nó là 83, x là một số nguyên int 43, y là một số nguyên int 43. Như vậy là cái vùng nhớ này sẽ có kích thước là 83, 43 đầu tiên là dành cho x và 43 tiếp theo dành cho y. Và cái địa chỉ của byte đầu tiên nhá sẽ là địa chỉ của vùng nhớ này nhá. Địa chỉ đấy sẽ được trả về và hàm malloc sẽ trả về cái địa chỉ của cái byte đầu tiên của cái vùng nhớ vừa được cấp phát. Vùng nhớ được cấp phát chúng ta thấy là có kích thước là 8 byte đúng không ạ? Thì byte đầu tiên sẽ được trả về đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ép kiểu cái địa chỉ đấy, chúng ta sẽ ép kiểu nó thành kiểu, ép kiểu cái địa chỉ đấy, nghĩa là cái địa chỉ đấy thông thường là lúc này là nó sẽ không có kiểu dữ liệu là gì cả. Tôi sẽ ép kiểu nó thành kiểu dữ liệu là kiểu con trỏ của cái cấu trúc A. Và tôi sẽ dùng cái con trỏ mang tên là PA này. Con trỏ PA này được khai báo như sau. Con trỏ PA được khai báo là con trỏ trỏ tới kiểu cấu trúc mang tên cấu trúc A. Tôi sẽ dùng dấu bằng này để tôi hứng, tôi lưu lại cái địa chỉ vừa được trả về với hàm malloc. Và tôi phải ép kiểu cái địa chỉ đấy về dạng cấu trúc A để tôi lưu vào cái biến PA. Cái cú pháp này là cú pháp kinh điển rồi nhé. Các bạn đừng hỏi là vì sao lại như vậy nhé. Được chưa? Thông thường các bạn thấy là nếu mà chúng ta để như này thì các bạn viết cái cấu trúc A nó rất dài như này. Lúc nào chúng ta phải đi kèm cái từ khóa struct nó dài dòng quá thì người ta sẽ phải đặt tên lại. Người ta đặt tên lại cấu trúc này bằng một cái tên nó ngắn gọn hơn. Ví dụ là CTA này, đấy, đặt tên lại.
Thì khi đó thay vì là các bạn mỗi lần các bạn dùng cả cái cụm từ struct cấu trúc A này thì các bạn dùng cái tên CTA cho tôi. Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhìn. Đấy, chúng ta sẽ dùng như này. Thì hai câu lệnh này là tương đương đấy nhá. Hai câu lệnh trên và câu lệnh dưới là tương đương. Câu lệnh trên và câu lệnh dưới là tương đương nhé. Đấy, được chưa? Thế bây giờ tôi muốn truy cập vào cái vùng nhớ X thuộc cấu trúc vừa được cấp phát. Tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ đi từ con chọc PA này này. Tôi sẽ đi như sau này. PA này, mũi tên song phải này, X này tôi cán bằng gì ạ? 12 này. PA này, Y tôi cán bằng 15 này. Như vậy vùng nhớ X và vùng nhớ Y của cấu trúc vừa được cấp phát ra. Tôi đi từ con chọc PA tôi sẽ để truy xuất vào được các vùng nhớ đấy. Sau đó tôi thử in ra màn hình, đúng không ạ? Xem có đúng không? Thì tôi truy xuất vào thôi. Đấy. Đấy, thấy chưa? Như vậy là từ con trỏ tới vùng nhớ nhá, chúng ta có thể truy xuất vào từng cái thành phần của cái cấu trúc này được nhá. Cái này là cái mà kinh điển rồi. Các bạn đừng hỏi vì sao bây giờ, các bạn chỉ cần ghi nhớ thôi nhá. Yêu cầu cái này là các bạn phải hiểu từ thời các bạn học lập trình C cơ bản rồi, học tin đại cương là các bạn phải nắm vững cái này rồi. Cái này tôi chỉ nhắc lại thôi. Các bạn chạy thử giờ đoạn lệnh này nào. Nha.
Ok, các bạn hiểu chưa? Vậy là câu lệnh này là tương đương với câu lệnh trên đấy nhá. Chẳng qua là chúng ta viết ngắn gọn lại thôi. Chúng ta thay cụm này bằng cái cụm ngắn gọn hơn bằng cái câu lệnh type def. Và thông thường là người ta sẽ làm sao ạ? Người ta sẽ kết hợp hai câu lệnh này với nhau. Bằng cách nào? Bằng cách là thế này. Thay vì người ta viết như thế này nhá, người ta sẽ kết hợp lại hai câu lệnh với nhau. Người ta bằng cách là gì ạ? Người ta định nghĩa type ở đây luôn. Sau đó người ta đặt CTA ở đây. Ta kết hợp hai câu lệnh này với nhau. Đấy, thì nó tương đương thôi. Tương đương là tôi khai báo cấu trúc, sau đó thì tôi định nghĩa tài đép ở dưới, thì bây giờ tôi kết hợp lại hai câu này. Nó tương đương nhé. Các bạn thấy là không khác gì cả. Đấy nhá. Ra sang mảng. Mảng thì chúng ta biết rồi. Thì khi chúng ta khai báo một mảng mang tên là list như này, làm sao ạ? Chúng ta khai báo một mảng mà đây là list như này thì làm sao ạ? Thì máy tính nó sẽ cấp phát cho chúng ta làm sao ạ? Máy tính nó sẽ cấp phát cho chúng ta làm sao? 5 nhân với 4 bài liên tiếp. Tại sao đây là 4? Vì như tôi nói rồi là một số nguyên int ấy, trong cái phiên bản C đời mới thì là một số nguyên int là 4 byte. Chúng ta cứ phát một mảng gồm 5 phần tử số nguyên liên tiếp, 5 phần tử số nguyên, thì máy tính nó sẽ cứ phát chúng ta 5 x 4 là 20 byte liên tiếp. Và cứ mỗi 4 byte cạnh nhau là gì ạ? Là một phần tử của mảng. Được chưa? Cứ mỗi 4 byte cạnh nhau là một phần tử của mạng. Được chưa? Thế thì khi đó này chúng ta sẽ hiểu này, khi đó làm sao ạ? Khi đó các bạn phải hiểu là C nó sẽ coi list sẽ là một con trỏ. Đấy, C lúc này sẽ coi list là một con trỏ. Nghĩa là nó sẽ coi tên của mạng là một con trỏ chứa gì ạ? Chứa địa chỉ của byte đầu tiên, trong gì ạ? Trong 20 byte trên. Đấy, được chưa? Như vậy list chính là địa chỉ của cái byte đầu tiên, và thế chính là địa chỉ gốc, và nó chính bằng địa chỉ của gì ạ? Của phần tử đầu tiên trong gì ạ? Trong mạng list nó là một con trỏ này chứa địa chỉ riêng, và gì ạ? List chúng ta hiểu nó chính là chứa địa chỉ của gì ạ? Phần tử đầu tiên của mạng là gì ạ? List không. Đấy. List là một con trỏ chứa địa chỉ của byte đầu tiên trong 20 byte vừa được cấp phát phía trên nhé. Và chúng ta hiểu nó chứa địa chỉ của phần tử đầu tiên của mạng là list không. Đúng không ạ? Khi đó địa chỉ của phần tử thứ tiếp theo là gì? List 1 sẽ có địa chỉ là gì? Là địa chỉ gốc cộng với gì ạ? Kích thước của một số nguyên int. Tại sao chúng ta dùng hàm sizeof? Vì các bạn phải chú ý nhé, hàm sizeof này nó sẽ trả về kích thước của một số nguyên int. Sizeof int là trả về kích thước của một số nguyên int. Tại sao chúng ta phải dùng hàm sizeof? Vì có một số phiên bản trình biên dịch C cũ nhé, chúng ta biết là int nó không phải là 4 byte mà nó là 2 byte. Thành ra là thay vì chúng ta để số 4 ở đây thì tốt nhất chúng ta để gọi cái hàm sizeof int để làm sao ạ? Để những cái chương trình của chúng ta có thể chạy được ở trên những cái máy đời cũ khi đó gì ạ? Người ta coi một số nguyên int, cái trình biên dịch C cũ là nó coi int là 2 byte thôi. Đúng không ạ? Thì thông thường là nếu mà bình thường thì chúng ta biết là gì ạ? Cái phần tử list 1 sẽ có địa chỉ là gì? Có địa chỉ là gì ạ? List
cộng 4. Hoặc là gì ạ? Hoặc là list cộng với size hợp lý int. Tại sao tôi chọn là 4? Vì trong máy của tôi nhé, trong cái trình nguyên dịch đời mới này thì là int nó là 43 nhé, thì tôi quy nó luôn là gì ạ? List cộng 4. List là chứa địa chỉ của byte đầu tiên, đúng không ạ? List cộng 4 chính là địa chỉ của cái phần tử thứ hai trong mạng. Hoặc là list cộng với size gì ạ? Cộng với size là int. Đấy. Chúng ta ví dụ là chúng ta đặt địa chỉ của cái byte đầu tiên là alpha đi. Là alpha đi. Thì ở đây nhá, chúng ta thì list sẽ chứa địa chỉ phần tử đầu tiên chính là alpha đấy, đúng không ạ? Còn list 1 sẽ là gì ạ? Có địa chỉ là gì? Alpha cộng 4. Như vậy được chưa? Khi như vậy thì chúng ta sẽ có gì ạ? Các phần tử tiếp theo. List thứ gì ạ? Thứ n sẽ bằng gì? Sẽ có địa chỉ làm sao? Là alpha cộng với gì ạ? 4 nhân n. Được chưa? Hoặc là alpha cộng với 4 nhân với size ở int. Nếu mà trong trình biên dịch đời cũ ấy, trình biên dịch đời cũ thì là kích thước của int lúc này nó size ở int nó sẽ trả về là 2 chứ không phải là 4 nữa. Nhiều không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ in, chúng ta sẽ in in ra tất cả địa chỉ và nội dung của các anh này. Chúng ta sẽ sử dụng một biến số ngữ, biến y. Chúng ta sẽ khai báo một biến y này. Chúng ta sẽ cho y chạy từ gì ạ? 0 đến gì ạ? Đến 5. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ in làm sao ạ? Đầu tiên nhá, là chúng ta sẽ in in cái nội dung của cái con trỏ list. Được chưa? In nội dung của con trỏ list ra. Sau đó chúng ta sẽ in nội dung của cái ô nhớ mà con trỏ list cộng y đang trỏ tới. Thì đây tôi nói chút là list là con trỏ chứa đầu tiên, là con trỏ chứa địa chỉ của byte đầu tiên trong 20 byte nhá. Thì list sẽ chứa địa chỉ của phần tử đầu tiên, chúng ta gọi là địa chỉ đấy có tên là có giá trị bằng alpha chẳng hạn của mạng list 0. Thế thì list cộng 1 này là con trỏ tới phần tử list 1 và có địa chỉ là list 1 có địa chỉ là alpha cộng 4. Đó. List cộng n cũng là con trỏ tới phần tử dạng list n. Và list n này có địa chỉ là alpha cộng với 4 nhân n. Thế thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ in ra các con trỏ list cộng 1, list cộng 2, list cộng y và nội dung của các ô nhớ mà list cộng y đang trỏ tới. Đúng không ạ? Đã in ra.
Hay là thầy cho ví dụ luôn cái phần tử trong list y là gì ạ? Cái này tôi chỉ dạy qua thôi, cái này là trong lập trình C mà tôi không muốn đi sâu à. Cái này yêu cầu các bạn phải nắm vững thôi, tôi chỉ nói qua qua một chút thôi. Cái này về các bạn tự học luôn. Tôi sửa lại nốt cái này là chúng ta bỏ qua phần này. Em tưởng là phần trăm P chứ ạ? Tôi không nhớ là hiện là thì nội dung của một con trỏ là gì nhỉ? P à? Tôi không nhớ lắm. À đúng rồi. Tôi không nhớ nhá. Ở đây là chúng ta phải hiển thị nội dung của con trỏ, nhưng mà nội dung con trỏ nó đang chứa địa chỉ của một vùng nhớ. Còn cái hoa thị này nghĩa là chúng ta muốn đọc nội dung của cái vùng nhớ mà con trỏ đang trỏ tới. Hiểu không ạ? Cái này thì tôi không nhớ, thành ra là tôi ấy các bạn search xem thôi. Cái này là chúng ta lập trình thôi, tôi chỉ muốn nhắc lại một chút thôi. Chúng ta thấy này là đây là chúng ta thấy là tôi thấy là đây là địa chỉ này, địa chỉ này, địa chỉ này, địa chỉ này, còn đây là nội dung này. Các bạn thấy nội dung nó tương đối ngẫu nhiên là vì sao? Vì tôi chưa gán bất kỳ một giá trị nội dung nào nên cái giá trị của nó là đang gì ạ? Đang được có một giá trị rất là ngẫu nhiên. Ví dụ là tôi gán như sau, ví dụ như này. Tôi gán như này nên thì các bạn sẽ thấy này. Ví dụ là list 0 này. Tôi gán bằng 0 này. List 1 này. Tôi sẽ gán bằng 1 này. Ví dụ là 2 này, 3 này, 4 này, ví dụ thế. Các bạn thấy không ạ? Thì giá trị này nó là 010101 này. Còn địa chỉ này nó là đây, địa chỉ này nhá. Các bạn chú ý là địa chỉ này là mỗi lần chạy lại chương trình nhá, nó có thể khác nhá. Vì đây là do địa chỉ máy tính nó cấp phát cho cái mảng này trong RAM. Có thể lúc chạy lại là địa chỉ này khác, nhưng mà các bạn để ý một điều là cái địa chỉ này nó cách nhau bao nhiêu đây? Cách nhau 4 byte thôi, các bạn thấy không ạ? Cách nhau 4 byte thôi, 048 này. CC là tương đương với 12 đấy. Đúng không ạ? Và 50 là lên 16 là sang một giá trị mới, là sang một giá trị hexa mới, đây là giá trị hexa mà. 0 này, 4 này, 8 này, C chính là 12 này, 50 là chúng ta bắt đầu lên 16 đấy, đúng không ạ? Vì sao? Vì là GCC phiên bản mới như tôi nói rồi là gì ạ? Các cái số nguyên INT này nó kích thước là 43 nên khi chúng ta cấp phát một mảng gì ạ? 5 phần tử thì ở đây các bạn thấy là cái địa chỉ của nó là gì ạ? Cách nhau có 43 thì các bạn thấy không ạ? 43. Và đây tổng cộng là chúng ta có 20 byte được cấp phát liên tục trong RAM. Và địa chỉ của từng 4 byte cạnh nhau đây. Địa chỉ của từng 4 byte nhá. Đây. Chú ý nhá là địa chỉ của cái byte đầu tiên trong 4 byte nhá. Đấy, địa chỉ của byte đầu tiên này trong 4 byte này, địa chỉ của byte đầu tiên của 4 byte tiếp theo, địa chỉ của byte đầu tiên trong 4 byte tiếp theo nữa này. Đấy. Đây là chính là địa chỉ của gì ạ? Của 50 phần tử trong cái mảng list này. Và nội dung của nó tôi gán là 01010 đây. Tôi in ra nội dung với tương ứng đây. Được chưa? Đấy. À, em ơi thầy. Cho em hỏi một tí là ở trên ở cái dòng kia thầy ghi là list cộng 1 là con trỏ tới. List 1 có địa chỉ là alpha cộng size of in ấy. Thì list cộng n phải là con trỏ tới alpha cộng n nhân size of in chứ? 4 nhân đúng rồi, xin lỗi tôi viết nhầm nhá. Là đây là size of int, đây chúng ta phải nhân với nhá. N. Vì là trong cái phiên bản khác thì size of int nó có thể là 2, nó không phải là 4 nữa nhá. Trong máy của tôi hoặc là các cái trình biên dịch GCC đời mới nó đều là 4 hết. Nhưng máy đời cũ nó sẽ là 2. Đấy. Cái này tôi chỉ nhắc lại thôi, vì cái này là các bạn phải vững lúc mà lập trình C rồi. Hoặc là trong tin học đại cương là các bạn phải gì ạ? Phải nắm vững rồi. Thì cứ copy đây để các bạn chạy thử nhá. Yêu cầu là ít nhất là chúng ta phải nắm vững về con trỏ. Vì sao? Vì là các bài sau đây chúng ta là toàn về con trỏ thôi. Hiểu không ạ? Các bài sau đây chúng ta là toàn về con trỏ thôi. Anh đã yêu cầu các bạn phải vững về con trỏ. Được nhỉ?
Còn chú ý là chúng ta có thể có mảng hai chiều nhá. Ví dụ là chúng ta khai báo một mảng một giá trị B là mảng hai chiều. Đây tôi chỉ nhắc qua thôi, các bạn sẽ ôn lại. Thì ở đây là gì ạ? Máy tính nó sẽ cấp phát cho chúng ta là 3 x 4 là 12, 12 x 4 là bao nhiêu? 48 byte liên tiếp nhau trong RAM. Và cứ 4 byte là tương ứng với một số nguyên. Và cứ 3 số nguyên đầu tiên thì là sẽ coi là hàng 1, 3 số nguyên tiếp theo là coi là hàng 2, 3 số nguyên tiếp theo coi là hàng 3, 3 số nguyên tiếp theo coi là hàng 4. Chúng ta có 48 byte để cứ phát nhau liên tiếp trong RAM. Hiểu không ạ? Có một cách khác để chúng ta khai báo một mảng một chiều và mảng hai chiều là gì ạ? Chúng ta cũng sử dụng hàm unlock được. Ví dụ chúng ta có thể khai báo một mảng gồm 5 phần tử mà không khai báo như này, mà chúng ta sẽ khai báo như sau này. Chúng ta sẽ sử dụng làm sao ạ? Nó sẽ sử dụng hàm malloc. Và tôi sẽ khai báo một mảng 5 phần tử tôi làm như này. Đấy. Khi đó thì cái P array này nó sẽ trỏ tới, nghĩa là nó sẽ lưu địa chỉ của byte đầu tiên trong 20 byte được cấp phát nhau liên tiếp trong RAM. Và 20 byte này cũng coi như là 5 phần tử số nguyên được viết được lưu cạnh nhau đấy. Và cái địa chỉ của byte đầu tiên trong 20 byte này sẽ được lưu vào một con trỏ mang tên là P array. Đấy chưa? Thì cái này thì P array nó tương đương với list này. Tương đương với list này. Nghĩa là lúc này ví dụ là chúng ta sẽ gán phần tử đầu tiên, chúng ta có thể truy cập như này. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta gán nó như thế này. Chúng ta có thể truy cập như này. Hoặc là chúng ta có thể truy cập bằng gì ạ? Bằng nội dung của chúng ta có thể truy xuất tới nội dung mà con trỏ đang trỏ tới bằng như này. Thì cái này tôi sửa lại, tôi lại sửa lại nội dung của gì ạ? Của gì ạ? Hoặc là tôi như này. Đúng nhá. Và chúng ta có thể thử bằng cách là chúng ta có thể in ra giá trị của gì ạ? Của P của phần tử thứ 2 và thứ 3 chẳng hạn. Đúng không ạ? Thế thì sự khác biệt giữa khi mà chúng ta khai báo một mảng 5 phần tử này và một mảng mà chúng ta khai báo bằng hàm unlock này nó khác biệt nhau ở cái gì các bạn biết không ạ? Có bạn nào nhớ không ạ? Cái này các bạn học trong tin đại cương rồi. Có bạn nào nhớ không? Đấy, quên hết rồi. Khác biệt là gì? Các bạn học hết rồi đấy mà lại quên rồi. Cứ phát động. Thứ nhất là bọn em không có tin học đại cương, và thứ hai là bọn em học môn lập trình C thì cũng không được biết đến cái malloc ạ. Có malloc à? Cái này cấp phát động rồi này. Cấp phát động chủ yếu là gì? Cấp phát động cấp về nguyên như list ở trên thì chúng ta phải hiểu, chúng ta sẽ cấp thừa nếu mà chúng ta không dùng đủ hết, mà ở dưới nếu ta biết số cái thôi thì ta cấp theo kiểu dưới thì ta kiểu nó không bị thừa bộ nhớ đấy. Có một cuối cùng malloc free được thì giải phóng bộ nhớ được mà. Giải phóng. Dùng delete. Cấp phát tĩnh đầu thì nó không thay đổi được kích thước của cái mảng đấy ạ, còn cấp phát động thì mình kích thước được, thay đổi cấp phát thêm được. Recalog.
có nhiều cái các bạn có thì nói chung là cũng về cơ bản cũng đúng. Thứ nhất là cái van này thì chúng ta, cái van tĩnh này thì chúng ta thấy là kích thước này chúng ta không thể kéo to lên được. Còn ở hàm unlock này chúng ta muốn tăng lên tiếp thì chúng ta chỉ cần gọi hàm re-unlock là được, chúng ta có thể tăng lên được. Cái thứ hai là quan trọng nữa là thế này này, là khi các bạn trong một hàm nhá, ví dụ là chúng ta viết một hàm này nhá, viết một hàm hàm hát gì đó đúng không ạ? Nếu mà bên trong hàm hát này mà chúng ta khai báo một biến như này sao ạ? Thì là mà lúc kết thúc hàm hát này thì yên tâm, chúng ta không phải lo lắng gì cả. Vì làm sao? Vì C nó sẽ tự động giải phóng này cho chúng ta. Vì đây là các bất tĩnh lên C nó sẽ phải tự giải phóng nhá. Nhưng mà nếu trong hàm hát mà chúng ta lại làm như này, ta khai báo thêm anh này nữa, mà chúng ta kết thúc hàm hát mà chúng ta quên giải phóng cái bộ nhớ này nhá, thì bộ nhớ này sẽ tồn tại mãi trong chương trình. Nghĩa là nếu bạn gọi hàm hát này 1.000 lần thì chúng ta sẽ cấp phát này 1.000 lần và nó sẽ tồn tại mãi trong chương trình. Tồn tại đến khi nào? Đến khi các bạn gọi hàm free, hiểu chưa? Khi các bạn gọi hàm free với đầu vào là con trỏ tới byte đầu tiên ấy, thì máy tính nó sẽ thu hồi toàn bộ cái bộ nhớ này, đúng không ạ? Nó sẽ thu hồi toàn bộ như này và nó sẽ không còn tồn tại nữa. Còn nếu bạn quên cái câu lệnh free này nhá, thì cái bộ nhớ này sẽ tồn tại mãi trong chương trình. Và đó là dấu hiệu vì sao, tại sao các bạn khi mà các bạn chạy một chương trình mà các bạn kiểm tra xem RAM của các bạn ấy, và RAM của các bạn nó cứ hàng ngày nó càng phình to ấy. Như này RAM này, memory này nó đang là 5.7, nửa tiếng sau lên 5.8, nửa tiếng sau lại lên 5.9, nửa tiếng sau lại lên 6.0, 6.1, và đòm một cái một ngày đẹp trời nó chết chương trình, chết máy tính. Đó là do là ở một chỗ nào đấy các bạn cứ man lock mà các bạn quên free. Hiểu chưa? Còn nếu mà các bạn khai báo như thế này nhá thì ok, kết thúc hàm hát này thì bộ nhớ này tự động được thu hồi, hiểu chưa? Khác biệt là như vậy, hiểu chưa? Các bạn học lập trình C nó phải nắm vững cái này, vẫn nắm vững vấn đề quản lý bộ nhớ nhá, vì cái này là chúng ta sẽ học trong các chương tiếp theo của cấu trúc dữ liệu, hiểu chưa? Đấy, các bạn chú ý một điều như vậy nhá. Khi chúng ta không dùng bộ nhớ nữa, chúng ta chú ý là chúng ta phải gọi hàm free để thu hồi. Còn nếu chúng ta quên hàm free là toi đấy, là nó chỉ được thu hồi khi nào? Khi cái chương trình của chúng ta kết thúc. Nếu chương trình chúng ta là một server, các bạn lập trình một cái server chẳng hạn, nó chạy unlimited, đúng không ạ? Chạy mãi mãi. Thì các bạn mà xử lý bộ nhớ không tốt là chết đấy nha. Các bạn cấp phát, các bạn phải thu hồi. Ok chưa? Tôi copy cho các bạn để các bạn chạy thử trên máy này.
Ok chưa? Bây giờ chúng ta sang các thao tác với mảng nhé. Giả sử chúng ta có một mảng gồm các phần tử được sắp xếp tăng dần. Chúng ta muốn chèn một phần tử vào giữa mảng, chúng ta sẽ làm thế nào? Ví dụ chúng ta có một mảng như này, được sắp xếp tăng dần. Chúng ta muốn chèn anh số 8 vào giữa anh 7 và 12. Thì chúng ta sẽ phải dồn tất cả phần tử từ vị trí 12 sang phải. Chúng ta dồn tất cả phần tử từ vị trí 12 đến vị trí 30, chúng ta phải dồn sang phải một vị trí. Sau đó chúng ta chèn số 8 vào vị trí số 12 cũ. Đúng không? Dạ. Yeah. Còn muốn xóa bỏ một phần tử, giả sử chúng ta có một mảng được sắp xếp tăng dần, chúng ta muốn xóa một phần tử đi. Chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ dồn tất cả phần tử lớn hơn 8. Chúng ta sẽ dồn sang trái một vị trí. Khi đó, số 8 sẽ coi như là bị xóa đi. Và cái phần tử ở bên giá trị bên phải nhất này này sẽ không có giá trị không xác định. Đúng không ạ? Vì làm sao? Vì giá trị cũ của nó chúng ta đã dồn sang trái một vị trí rồi. Nên cái phần tử ở vị trí phải nhất sẽ là có giá trị là không xác định. Giờ chúng ta thử cài đặt xem. Giờ chúng ta sẽ thử cài đặt. Chúng ta sẽ thử cài đặt một cái thao tác chèn phần tử vào mảng nhé. Các bạn suy nghĩ cho tôi khoảng độ 5 phút rồi tôi chữa. Chúng ta sẽ thử cài đặt cái thao tác chèn phần tử vào một mảng được sắp xếp. Đã được sắp xếp rồi. Xóa phần tử trong mảng đã được sắp xếp.
Bây giờ chúng ta cài đặt này. Thật sự chúng ta có một mảng nhé. Có mảng list vừa nãy chẳng hạn, ví dụ là chúng ta sẽ gắn, ví dụ là chúng ta có một mảng mới đi, ví dụ mảng mới có 10 phần tử chẳng hạn, đúng không ạ? Giờ chúng ta muốn chen. Thì chúng ta có một dãy như này, bây giờ chúng ta muốn chèn nào. Thì chúng ta muốn chèn số 11 vào trong dãy. Chúng ta sẽ chèn số 11 vào vị trí số 12 này, đúng không? Chúng ta sẽ làm thế nào? Thì chúng ta muốn chèn thêm số 11 vào chẳng hạn. Chúng ta sẽ làm nào, chúng ta sẽ phải có một vòng lặp for này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm nào, vòng lặp for này chúng ta chú ý là chúng ta sẽ không phải chạy từ trái qua phải dãy nhé, mà chúng ta sẽ phải chạy từ phải qua trái dãy. Nghĩa là chúng ta sẽ có một biến y sẽ chạy gì ạ? Chạy từ 9 về gì? Về 0. Trong quá trình chạy chúng ta sẽ kiểm tra nếu AI mà làm sao có giá trị lớn hơn 11 thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác là gì? Chúng ta sẽ gán AI bằng AI cộng 1 ở đây. AI bằng AI cộng 1. AI bằng AI cộng 1 hay là AI bằng AI trừ 1. Chúng ta sẽ phải dồn sang phải một vị trí, nghĩa là AI cộng 1 bằng AI chứ, đúng không? Chúng ta dồn sang phải. Nếu mà chúng ta sử dụng là AI cộng 1 bằng AI thì chúng ta sẽ phải không phải chạy y bằng 9, từ 9 bằng y, chạy từ 8 thôi. Đúng không ạ? Y chạy từ 8 thôi. Y chạy từ 9, y chạy từ 9 đúng không? Nếu AI lớn hơn 11 này thì chúng ta sẽ gán là AI cộng 1 bằng AI.
Nếu không ý làm sao ạ? Ra break. Khi chúng ta break ý, thì làm sao ạ? Thì đây thì chúng ta thấy là để cho đơn giản thì chúng ta sẽ nếu không thì chúng ta break và chúng ta sẽ gán đi ạ, i bằng 11 đúng không ạ? Đó thì chúng ta in lại. Nó sẽ gắn i cộng 1 bằng 11 chứ đúng không? Ta in lại này. Thế thầy bằng K, mấy cái bằng A. Thầy chỉnh lại. K, bằng K. Chúng ta phải xuống dòng, lúc mà in ra chúng ta phải xuống dòng. Đây là một ví dụ về mảng thôi, thực ra thì đấy thì chúng ta chèn được anh 11 vào. Chú ý nhá, ở đây các bạn chú ý nhá là chúng ta phải chạy lùi nhá, chạy từ bên phải sang trái chứ không phải chạy từ trái sang phải nhá. Nếu các bạn chạy từ trái sang phải sẽ gặp cái tình huống như thế này này. Là ví dụ là nếu các bạn chạy từ trái sang phải mà các bạn cứ chạy câu lệnh là gì ạ? Ki cộng 1 bằng ki thì làm sao ạ? Thì ví dụ là cái vị trí này chúng ta phát hiện là lớn hơn 11 này, mà chúng ta cứ chạy từ trái qua phải ấy, thì sau câu lệnh chạy đấy là gì ạ? Là mảng chúng ta sẽ có giá trị như thế này này, toàn 12 hết này. Hiểu không ạ? Đó là lý do tôi phải chạy từ phải qua trái chứ không thể chạy từ trái qua phải được, có hiểu không? Chạy từ phải qua trái thì yên tâm là 16 chúng ta đẩy vào vị trí 18 này, 14 chúng ta đẩy vào vị trí 10, 16 này, 12 chúng ta đẩy vào vị trí 14 này và 11 chèn vào vị trí 12 là ok này. Còn nếu mà chúng ta cứ chạy từ gì ạ? Trái qua phải mà chúng ta thực hiện câu lệnh ki cộng 1 bằng ki ý, thì 12 sẽ gán hết tất cả giá trị từ 12 về cuối. Thành ra là khi mà chúng ta chèn vào một mảng được sắp xếp, các bạn chú ý nhé, chúng ta phải chạy từ phải qua trái nhé, hiểu không ạ? Phải chạy từ phải qua trái. Đấy. Thế còn thực hiện thao tác xóa, xóa một phần tử trên mảng, tức là sắp xếp thì chúng ta sẽ làm nào? Xóa thì không ai là chúng ta chạy gì ạ? Chạy từ trái qua phải được. Chúng ta chạy từ trái qua phải được, được không ạ? Ví dụ, ví dụ là chúng ta xóa số 11 khỏi dãy. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy gì ạ? Từ trái qua phải được. Đấy, thì lúc này chúng ta chạy qua ngoài và chúng ta kiểm tra nếu mà ki lớn hơn 11 thì chúng ta sẽ gán ki trừ 1 bằng ki, đúng không ạ?
Thì ở đây cái vị trí cuối cùng lúc này sẽ không có giá trị xác định nhá. Giá trị ở phần tử cuối cùng lúc này sẽ không còn là vị trí xác định nữa. Mặc dù là giá trị nó vẫn giữ là 16 vì chúng ta không đụng gì cả. Nhưng ở đây nó không còn giá trị gì cả. Không xác định. Đúng không ạ? Giống như cái hình vẽ này này. Hình như nó đã dồn sang trái một vị trí rồi, phần tử cuối cùng sẽ không xác định nữa. Mặc dù khi chúng ta in nội dung của cái ô vùng nhớ đấy ra nó vẫn là 22 nhé. Nó vẫn là giá trị cũ nhưng mà lúc này chúng ta coi là không xác định. Đúng không ạ? Thì đây chúng ta không cần in 10 số mà chúng ta chỉ in 9 số thôi. Được chưa? Ok chưa? Thế đây là một ví dụ chúng ta thao tác trên mạng nhưng mà ở đây là chỉ là ôn lại cho các bạn một chút về mạng. Được chưa? Cứ copy code lên thì các bạn có thể chạy thử nhé. Như vậy buổi hôm nay nhá, thì chúng ta đã tìm hiểu qua về con trỏ này và về thao tác trên mạng. Buổi hôm sau chúng ta sẽ sang danh sách tuyến tính, đúng không ạ? Danh sách móc nối đơn và danh sách tuyến tính. Ok chưa? Giờ các bạn vào điểm danh cho tôi nhé. Các bạn vào file điểm danh này, các bạn điền vào cột tiếp theo nhé. Quan điểm cho tôi vào cột E nhé, tương ứng với dòng. Em thử thời điểm danh cho em cái thử danh khúc em cái thời đó tắt OneDrive giờ em chưa mở được cái team lên rồi. Các em nó cứ bị lỗi xong nó tự thoát ra thời điểm danh khúc em cái. Quân ơi, còn gì Quân này? Đã điểm danh hộ mày rồi đấy Tuấn Anh à? Ok Thành, okay. Thành. Thanks. Ông nào điểm danh hộ Đinh Trọng Huy cái. Alo. Ok bạn này. Cảm ơn nhé. Thầy ơi, mạng của bạn Hạnh có vấn đề, em điểm danh hộ bạn ạ. Ok, ok.
Em thưa thầy ạ, thầy ơi bạn Hiền, bạn Thanh Hiền, bạn không điểm danh, em điểm danh của bạn đấy ạ. Ok, ok. Em cảm ơn. Em thầy thắt được chưa ạ? Ok, bạn nào điểm danh xong rồi thoát nhá. Vâng, em chào thầy. Em chào thầy ạ. Rồi, chào.